Dâu cái mà dâu này nè các bạn, mình hái về thì mình sẽ bỏ ra rổ và lựa mấy trái xanh, mấy trái mà chưa chín lùng, mấy trái chín lùng liền ha. Đây là xong rồi, mình lựa mấy cái trái này nè, mình để riêng. Còn mấy trái mà chín nhiều mình để riêng để mà làm mứt á. Cái này là mứt thì ngọt, còn mấy cái trái như mình vậy nè, mình sẽ bỏ muối mắm đường, nước mắm đường vô ăn cho nó ngọt, tại vì cái này chua lắm, mấy loại này chua còn mấy cái này thì ngọt nên mình phải lựa ra. Sau khi mà mình lựa xong á, là được hai dĩa nha các bạn. Cái này thì nó mới hờ hờ mà nó chưa chín ha, ăn thì nó chua lắm nên mình sẽ trộn với nước mắm đường rồi mình ăn. Còn cái này thì nó chín nhiều rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm mứt nó hay là quanh quay làm siro nó ha. Làm mứt cũng giống như làm siro rồi vậy, nhưng mà mình làm đường nhiều hơn tí. Còn làm siro thì mình sẽ cho một ít nước vô, rồi đường thì ít lại, nói chung là nó không có ngọt gắt như mứt đó, đơn giản lắm. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái mứt với làm siro dâu này ha. À, siro rau dâu tằm, mình sẽ cho cái dâu vô nha các bạn. Đó, dâu vô cái nồi đó, mình sẽ đảo cho nó ráo nước nha, lại cho nó dậy mùi, dâu lên. Rồi sau đó mình sẽ cho đường vô, nha các bạn. Giờ bắt đầu nó ra cái màu đẹp rồi ha. Nó ra cái màu dâu là đẹp đó các bạn, màu tím tím. Rồi mình sẽ cho một chút xíu nước vô ha, mình nấu lên, mình nấu cho cái đường này nó tan với dâu này nó ra nước màu á. Mình dầm vậy nè, nấu cho nó sôi lên, nó tan hết đường thì nó thành siro thôi à. Còn không thì mấy bạn thích nữa thì xay cho nó nhuyễn ra, xay nhuyễn ra rồi dùng cái lưới lọc á, lọc lấy nước rồi làm siro ha. Rồi chờ cho nước nó sôi là được à, sôi cho nó chín nó ra nước màu. Đó mình bỏ đường sau khi mà mình nấu cho nó nước sôi lên đấy các bạn, thì trái dâu làm như nó teo lại ra mà nước nó đẹp lắm nè. Đó, đây là nước nước siro các bạn. Còn mấy bạn mà muốn làm mứt á, thì đừng có chế nước vô mà để dâu này nè, bỏ đường vô ngào thì nó sẽ thành mứt thôi, đơn giản mà. Còn cái này là nó thành siro nè các bạn nè, màu rất là đẹp ha. Thì cái này á, mình nấu cho nó sôi nó chín chín cái trái dâu á, để khi mình bỏ bỏ vô cái hũ á, mình bỏ tủ lạnh này để bảo quản được lâu ha. Đó, màu rất đẹp nè, màu rất đẹp nha các bạn. Thì các bạn muốn xay ra cho nó mắc cái trái này cô để lấy nước cũng được, còn mình thì hết để vậy nè, để trái vậy nè. Làm cái khi mà mình bỏ đá vô cái mình chế nước này có mấy cái trái này nè nó đẹp, mình thích vậy đó. Còn không các bạn lọc lọc lấy nước thôi để làm ha. Màu rất là đẹp nha các bạn, rất là ngọt nha. Đó, màu rất là đẹp. Thì bây giờ mình sẽ để mình tắt cái ga các bạn, để cho nó nguội nguội, cái mình sẽ là kiếm cục đá cái mình bỏ vô làm siro, mình bỏ đá uống ha. Này uống rất là tốt nha, vô dâu tằm uống rất là tốt các bạn, màu rất là đẹp luôn á, màu đậm lắm.
thơm quá, cái nước dâu nữa thơm, thơm mùi dâu không dữ dội luôn á. Cái này bây giờ mình sẽ để cho nó nguội xong rồi cái mình kiếm đá các bạn bỏ vô làm siro uống ha, uống tốt lắm á. Và bây giờ mình sẽ cho đá vô cái ly ha các bạn để mình uống với siro đó. Ly nha. Đó, cái bây giờ mình sẽ lấy cái siro trưa mình làm á, mở nguội vậy nè. Đó, mình sẽ cho vô cái đây nha. Này các bạn. Nó đậm lắm, cái màu nó đậm. Màu đen hôi luôn á, nó tím mà tím đen luôn. Mình sẽ cho thêm cục đá vô đây nữa ha. Các bạn cái màu tím nè, nó đậm lắm, mình thấy nó đen hôi luôn á. Để mình bật cái camera nè, nó màu tím á, rất là đẹp ha, uống rất là ngon các bạn. 2 ly màu đen này là màu tím bầm luôn á. Đây là cái màu của cái siro này. À, bây giờ mình sẽ uống thử ha. Trời ơi, ngon lắm các bạn ơi. Cái màu tím nó ra rất là đẹp. Nói chung là làm siro này đơn giản dễ làm ha. Cái này thì mình múc rồi mình ăn xét ha, múc ra ăn rất là ngon các bạn. Được 2 ly vô cùng ngon, vô cùng bổ dưỡng. Cái này uống dễ khát mà tốt cho sức khỏe lắm, tại vì vô tầm ăn rất là tốt ha các bạn. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo ha. Bây giờ mình sẽ uống cái siro dâu các bạn. Đó, cái này thì làm đơn giản mà uống ngon lắm. Cái này dâu nhiều mà đường ít á, là nó màu nó đậm lắm. Còn các bạn mà mua bỏ đường ít mà dâu ít mà đường nhiều thì nó lại màu nó không có đậm như vậy. Với lại nó không có thơm mùi dâu đâu nha các bạn. Mình phải bỏ dâu cho nhiều vô làm á thì cái mùi dâu á nó đậm hơn ha, đậm đà hơn. Ngon, cái miệng mình đỏ luôn các bạn. À, cái này là siro dâu nha. Ngày mai nếu mà đánh rỗi thì làm mình sẽ quay cái clip mà làm mứt dâu á. Ngon, cái này làm để dành cái dụ như mình mệt á, lấy này uống ngon. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo các bạn với cái món mới ha.